Xin chào quý vị và các bạn nha. Mình chia sẻ những cái điều này ấy, thì cái thứ nhất ấy, là để cho các bạn nữ tự tự các bạn có thể là nhìn 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 vào cái bản thân mình. Các bạn có thể là các bạn soi gương, các bạn tự nhìn xem là mình là thuộc cái dáng lông mày của các bạn ấy nó thuộc cái dáng nào, thì từ đó là các bạn sẽ biết được là cái tính cách cũng như là cái vận mệnh của mình, cũng biết được là cái ưu điểm hay là cái nhược điểm của mình. Cái thứ hai là các bạn cũng có thể là nhìn cho những cái người đồng nghiệp của các bạn này, những người bạn của các bạn này. Đấy, nói chung là các bạn cũng có thể là nhìn cho những cái người mà cùng phái với mình xem rằng là họ là cái người như thế nào. Đấy là cái thứ nhất, là các bạn gái thì tự nhìn lấy mình và tự nhìn cho những cái người bạn của mình. Cái thứ hai ấy, nếu như mà các bạn đàn ông ấy mà cũng xem, thì các bạn đàn ông thì cũng có thể là nhìn nhìn được cái người phụ nữ. Ví dụ như là nhìn những cái người mà người mẹ của mình này, hay là những cái người mà những người thân quen của mình, người vợ của mình, người yêu hay là bạn gái, hay là những cái người mà mình chuẩn bị quen, đúng không? Thì các bạn nhìn một cái là các bạn cũng có thể là các bạn đánh giá, các bạn cũng biết biết rằng là cái người này là cái người như thế nào, họ là cái người mà có cái tính cách như thế nào. Nhìn rất nhanh. Cái này thì cũng dễ thôi. Nhiều người thì cứ bảo là bây giờ thì thẩm mỹ mới phun xăm mới thế này thế kia hết rồi thế này thế kia, nhưng mà nói thật với các bạn là nhìn cái người nhìn tinh ý thì người ta nhìn nhìn cái khuôn ấy, cái khuôn lông mày ấy, cái khuôn cũ của phụ nữ ấy, người ta nhìn ra ngay, nhìn ra ngay. Kể cả các bạn có thêu dệt, hay là các bạn có vẽ thêm, hay là có kẻ thêm, hay là có summer, hay là các kiểu, nhưng mà người ta nhìn cái dáng của lông mày cũ. Người nào mà tinh ý là người ta nhìn, người ta biết ngay. Các bạn có công nhận với mình một cái điều là như thế này nhé, nghĩa là khi mà chúng ta mà biết xem về tướng ấy thì nó chỉ có lợi không có hại. Cho dù là một cái nhà lãnh đạo, hay là một cái nhà quản lý, hay là một cái người làm cái chức vụ có cao đến mấy, nhưng mà nếu như ấy, bản thân mà không biết xem tướng ấy, không biết nhìn nhận người ấy, thì sớm muộn gì thì cũng gặp họa. Cho dù là bản thân có thể là về cái vấn đề mà nhìn người nhìn tướng ấy không giỏi, thì bên cạnh bao giờ cũng có một cái người mà người ta giỏi về nhìn người. Cái người này thì người ta như kiểu là cái người người ta gọi là quân sư đấy. Người ta là cái người mà tham mưu đấy, đấy cái kiểu là như thế. Nói chung là nhiều kiểu gọi lắm. Cũng có thể là theo những cái công việc như bây giờ thì người ta hay nói là những cái người làm bên tổ chức nhân sự đấy. Nói chung là kể cả là bạn có giỏi đến mấy, nếu bạn mà không biết nhìn người ấy, thì có khi những cái người mà bên cạnh bạn ấy, những cái người mà gần bạn nhất ấy, sẽ là cái người mà phản bạn mà bạn không biết, sẽ là những cái người mà không tốt với bạn, đâm bạn sau lưng mà bạn không biết. Cái việc xem tướng rất là quan trọng. Kể cả là bây giờ mình chỉ nói nhé, nếu như mà các bạn còn trẻ nhé, các bạn mà muốn yêu ai để mà đi đến những cái hôn nhân, đi đến một cái tình yêu nó dài lâu ấy, thì các bạn cũng cần phải biết nhìn nhìn người chứ.
làm sao mà các bạn chẳng nhẽ các bạn không biết nhìn một tí gì thì làm sao mà được. Ít ra thì anh này sáng sủa đẹp trai hay là anh này lôi thôi luộm thuộm thì cái điều đó là các bạn cũng nhìn ra đúng không? Hoặc là cái cô này thì cô ấy nhìn cô ấy sành điệu, rồi cái cô kia thì nhìn cô ấy bình thường nhưng mà cô có vẻ là chất phác, thật thà, chăm chỉ, đại loại là như thế. Thì ít ra là những cái điều đó là chúng ta đều là nhìn ra. Và kể cả là nhìn ra ít hay là nhiều thì cũng đều là có lợi. Đúng không ạ? Đấy, kể cả là bây giờ ví dụ các bạn còn trẻ thì các bạn nhìn ra thì các bạn sẽ biết cái người nào là cái người mình chọn để mà yêu, để mà lấy. Còn sau này ấy, ví dụ các bạn lớn lên ấy, các bạn có gia đình, con của các bạn cũng đến cái độ tuổi mà lớn lớn ấy, thì bạn bè của chúng nó đến nhà chơi, đúng không? Mà các con của mình nó có ý định như thế nào, làm quen với ai hay là như thế nào thì mình cũng giáo dục cho các con mình biết chứ. Mình cũng nói với các con mình là đây con phải nhìn, ví dụ là con trai ấy, thì con phải nhìn là như thế này. Họ phải là có cái đường nét, có cái tướng như này, và họ ấy, cái tính cách ấy, cái suy nghĩ của họ phải là như thế này. Đấy thì mới là tốt chẳng hạn. Còn những cái người mà như thế này như thế kia, có những cái suy nghĩ, có những cái lời nói, có những cái hình dáng hay là như thế nào đó không tốt thì các bạn biết, các bạn mới giáo dục cho các con của mình chứ. Để sau này nó chọn được cái người bạn của mình chứ. Chứ bạn bạn không biết thì nhiều khi bạn cũng không dạy được con mình, bạn không chỉ ra được cho nó để nó biết. Và bạn mà không chỉ ra cho nó biết ý, thì nó mắc sai lầm thì thứ nhất là nó khổ, thứ hai là bạn chắc bạn chẳng vui đúng không? Bạn cũng không thể vui khi mà nhìn thấy cái người con của mình nó gặp những cái chuyện mà vấp phải những cái chuyện mà do là thiếu hiểu biết, do là không biết nhìn nhận một cái người nào đó. Đúng không ạ? Hoặc là mình nói là kể cả bây giờ nhé các bạn nhé, các bạn có quan hệ đối tác đi, làm ăn đi, thì các bạn cũng cần phải biết nhìn người chứ. Các bạn biết nhìn cái người này là cái người đáng tin hay không, cái người này thì người ta làm được cái việc gì. Ví dụ là làm bên thương mại, các bạn mà quan hệ đối tác làm ăn mà cùng nhau làm về thương mại đi, làm về tài chính đi, thì ít ra là bạn phải nhìn nhìn cái mặt của cái người này. Thứ nhất là người ta có đáng tin hay không, mắt người ta có ngay thẳng hay không, đúng không? Cái thứ hai ấy là bạn nhìn thêm cái trán của người ta có cao có rộng hay không. Cái người cao rộng sẽ là cái người thông minh, sẽ là cái người sáng tạo, sẽ là cái người mà nhìn ra để mà nắm bắt được những cái cơ hội. Và cái thứ ba ấy, các bạn ít ra là các bạn cũng nhìn đến cái mũi của người ta, xem cái mũi của người ta là như thế nào, nó vẹo hay nó lệch, nó gầy, nó trơ xương, hay là nó tròn trịa, nó đầy đặn, mũi người ta kín hay là mũi người ta lộ, mũi cao hay là mũi tẹt. Đấy, nếu như mà cái mũi mà nó thuộc cái mũi xấu ấy, gầy gò trơ xương rồi xong lệch vẹo rồi quặp khoằm diều hâu rồi xong rồi vừa tẹt vừa gãy vừa gồ lại vừa nói chung là vừa nhỏ vừa bé nhiều cái lắm. Nếu mà những cái người mà như thế thì làm sao mà các bạn hợp tác để các bạn làm kinh doanh được? Những cái người như thế thì chỉ là dựa dẫm thôi. Có kinh doanh với bạn thì cũng chỉ có dựa dẫm, dựa vào cái vía của bạn, dựa vào cái sức của bạn. Nếu như bạn cũng là cái người mà không tài giỏi mấy mà lại gặp những cái người mà lại còn dựa vào mình nữa như thế thì làm sao mà làm được? Hoặc là những cái người mà có cái mũi đẹp, nhìn người ta cái tướng mũi người ta làm kinh doanh tốt, mũi to, mũi đầy đặn, mũi tròn, nhiều thịt, cái mũi nhìn nó vững vàng, đấy, đại loại là ngay ngắn. Nói chung là cái dáng mũi đẹp, mũi tốt nhá, sáng sủa, đủ các kiểu. Đấy, thì mình biết rằng là mình hợp tác với cái người này làm kinh doanh.
chắc chắn là yên tâm. Người ta nói được, làm được. Lý thuyết và thực hành là người ta đều là song song. Người ta không nghỉ lại. Người ta có bản lĩnh, người ta sẽ làm được. Người ta làm đến nơi đến chốn. Và người ta cũng là cái người mà đáng tin cậy. Hoặc là các bạn nhìn vào cái cằm của người ta. Cái cằm người ta nó phải tròn trịa, nó đầy đặn mà nó thẳng, nó không bị lệch, nó không bị vẹo, nó không bị lẹm, nó không bị lồi. Nó không phải như kiểu là cái gương mặt lưỡi cầy. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái cằm của người ta nó... Nói chung là cái tướng cằm đẹp thì rất nhiều cái tướng cằm đẹp, mà cái tướng cằm xấu thì nó cũng rất nhiều cái tướng cằm xấu. Cái người mà có cái tướng cằm đẹp ấy, thì người ta sống người ta trước sau như một lắm. Người ta sống có hậu. Người ta chân thành, người ta tử tế. Người ta chỉ giúp người thôi, làm những cái điều mà cùng có lợi thôi, chứ người ta không bao giờ người ta làm những cái việc mà lợi mình hại người. Người ta cũng không kiêu kỳ, không kiêu căng, không coi thường, không khinh thường người khác. Cái người có cái tướng cằm đẹp là như thế đấy. Và những cái người có cái tướng cằm đẹp ấy, thì người ta cư xử thì cực kỳ khéo léo. Khéo léo nhưng mà chân thành, không thảo mai. Người ta phúc hậu. Người ta đầy đủ thông minh, đầy đủ trí tuệ. Những cái người mà có cái tướng cằm đẹp ấy, thì kể cả là có gặp những cái kẻ tiểu nhân ấy, cũng không bao giờ làm, không bao giờ đủ phúc để mà làm hại được người ta. Bởi vì những cái người có cái cằm đẹp, có cái tướng cằm đẹp ấy, người ta nhìn một phát là người ta biết ai là như thế nào luôn, ý định gì luôn. Chỉ cần một ánh mắt mà nhìn lén nhìn trộm, hay là một cái ánh mắt mà nhìn mơ hồ, hay là nhìn rồi tỏ vẻ đồng ý, tỏ vẻ chân thành, người ta nhìn ra hết. Không có che giấu gì được. Không có cái chuyện mà bên ngoài thì tỏ vẻ ân cần, nhưng mà bên trong thì bắt đầu suy nghĩ tính toán, người ta cũng nhìn ra hết ngay. Không có cái chuyện mà miệng thì nam mô, mà bụng thì một bồ dao găm. Nói một đường là một nẻo, đạo đức giả. Nói chung là người ta nhìn ra hết ngay. Những cái người ấy, mà có phúc tướng ấy, có những cái tướng đẹp ấy, có những cái tướng quý ấy, người ta đều là những cái người mà người ta thông minh, người ta có tư duy. Hơn nữa như thế này, nếu như mà chúng ta ấy, mà biết xem về tướng ấy, mà xem cho nó, nói chung là tất cả là chúng ta đều phải là học hỏi, đúng không? Đều học hỏi, đều phải tư duy và đều phải trải nghiệm thực tế. Nếu như mà chúng ta có cái khả năng mà xem tướng nó càng ngày nó càng lên cao ấy, thì chắc chắn là chúng ta đi ra ngoài chúng ta tự tin hơn, chúng ta bớt bị thua thiệt hơn, bớt bị lừa dối hơn. Bạn cứ thử nghĩ nhá, bây giờ nhé, bạn có là cái người mà giỏi kiếm tiền đến bao nhiêu, nhưng bạn mà không biết nhìn người thì một phát bạn bị lừa hết ngay. Cái chuyện bạn bị lừa tiền là cái chuyện mà nó là bình thường nhá. Lừa hết tất cả những cái gì bạn có, lừa bạn vào chồng. Bạn thử nghĩ bây giờ bạn có bao nhiêu tiền, người ta gài bẫy bạn, người ta lừa bạn, người ta rủ dê bạn thế này thế kia, xong người ta gài bẫy bạn. Chỉ một cơn say thôi là không biết bao nhiêu chuyện trói buộc bạn. Chỉ một phút mà mơ mơ màng màng, không làm chủ được, không làm chủ được bản thân, không làm chủ được lý trí. Như thế là dù bạn có bao nhiêu tiền, dù bạn có lao tâm khổ tứ mà để bạn tích góp như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn là bạn không có cơ hội để bạn tiêu, đúng không? Chưa kể là người ta trói bạn rồi, mà bạn rơi vào bẫy người ta trói bạn rồi ấy, thì sai lầm một lần thì sẽ có lần thứ hai. Nói chung đã sai phạm, đã sai lầm thì đều là, mà bây giờ mà không muốn sai lầm nữa thì cũng không được.
Bởi vì dính bẫy rồi cơ mà. Đúng không? Bị sai phạm rồi cơ mà. Người ta lấy cái đó để người ta uy hiếp bạn. Nếu bạn không biết nhìn tướng nguy hiểm thế, bạn không biết nhìn thì nhiều khi bên cạnh bạn thì trước mặt bạn hay là tất cả những cái gì người ta khéo léo rồi người ta qua mặt bạn để người ta lấy lòng bạn, người ta dùng đủ mọi cái thủ đoạn. Nhưng nếu như mà bạn mà biết nhìn ý, biết xem tướng ý, thì không bao giờ là qua mặt được bạn, không có cơ hội, không có cơ hội để mà hại bạn luôn. Đúng không ạ? Đấy, bạn thấy là cái tầm rất là quan trọng của xem tướng. Đấy, thôi được rồi, thế bây giờ mình sẽ như cái tiêu đề của mình đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn về cái tướng lông mày của người phụ nữ. Bạn chỉ cần nhìn loáng một cái thôi là bạn có thể biết được tính cách của người ta qua cái dáng lông mày của người ta. Các bạn cứ yên tâm là cho dù người ta có sửa lông mày như thế nào ấy, nhưng mà về cơ bản ý, thì cái dáng lông mày của người ta vẫn là như thế. Chứ người ta không thể sửa mà cái lông mày của người ta đang thấp mà người ta cho cao vòng lên được. Không thể triệt lông cái kiểu gì để mà vẽ, để mà xăm cái kiểu gì cho đến mức độ mà nó thái quá như thế được. Các bạn chú ý đón xem. Đấy, các bạn cũng biết rồi đấy, trong nhân tướng ấy thì cái tướng lông mày là rất là quan trọng. Cái đôi mắt ấy nó như là một cái ngôi nhà, đúng không? Thì cái lông mày nó như là một cái mái hiên. Cái mái hiên ấy nó tốt, cái mái nhà ấy nó tốt thì nhà nó mới tốt được, nó không bị nắng, không bị mưa, đúng không? Nó không bị sập sệ, nó không bị con này con kia nó bay vào, nó rơi vào, đúng không ạ? Cái mái nhà nó tốt, nó bảo vệ cho cả cái ngôi nhà. Cái tướng lông mày ấy không chỉ nói lên cái tính cách mà còn nói lên cái vận mệnh của một con người cơ, nói lên cái số phận của người ta, nói lên là người ta là cái người mà như thế nào, có thật thà hay không. Cái lông mày đấy, cái người này có là cái người đáng tin cậy hay không. Nói chung là lông mày thì nói nhiều lắm. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nó rất là nhanh thôi, để các bạn làm sao mà trong 3 giây các bạn có thể là nhìn ra cơ bản về cái tính cách của cái người phụ nữ qua cái dáng lông mày. Cái thứ nhất là mình nói về cái dáng lông mày của cái người phụ nữ mà lông mày thì dài hơn mắt. Nói chung là dài là thuộc dạng rất là dài đấy, dài hơn mắt nhiều đấy. Đấy, bây giờ tới đây chẳng hạn. Đấy, nhá. Các bạn hãy cầm gương lên các bạn thử soi xem nào. Các bạn soi gương xem là mình có cái tướng lông mày như thế nào, có dài hơn mắt hay không, thuộc dạng dài hay không. Đấy, như ở trên cái hình có dài như cái hình minh họa này không. Đấy, các bạn thử xem thế này nhé. Cái người phụ nữ ấy mà có cái dáng lông mày như thế này này, dài hơn mắt, thì cái người này ấy, nhìn thì có vẻ rất là hạnh phúc. Nhưng mà ấy, ở bên trong họ ấy, trong thâm tâm, trong nội tâm của họ ấy, thì họ là cái người mà luôn khao khát để mà tìm được một cái người ấy, người ta hiểu mình, người ta thấu hiểu mình. Và ấy, họ ấy, trong thâm tâm thì họ luôn muốn tìm một cái người mà có chung một cái tiếng nói với lòng của mình. Những cái người phụ nữ ấy, có cái dáng lông mày như thế này này,
Thì nếu mà để mà nói nhá, thì về vật chất thì họ dư giả, họ không thiếu. Về vật chất thì họ không thiếu, rất dư giả, rất may mắn về tài lộc, về vật chất. Nhưng những cái người mà có cái dáng lông mày như thế này lại không thật sự được hạnh phúc. Trong tâm của họ không không thấy hạnh phúc. Đó, các bạn thử thử xem rằng là nếu bạn nào mà có cái dáng lông mày như thế này, các bạn thử xem là có đúng hay không. Hoặc là nếu như mà các bạn nào mà có cái người quen ấy như thế này, các bạn thử xem có đúng không. Nói chung những cái người phụ nữ mà có cái dáng lông mày như thế này này, trong nội tâm của họ thì luôn cô đơn. Những cái người này thì họ là những cái người mà luôn muốn kiểu như là tìm cái sự mà tự do ấy. Đấy, kiểu kiểu là như thế. Một cái dáng lông mày thứ hai đó là người phụ nữ sở hữu cái tướng lông mày ngang. Lông mày ngang nghĩa là nó thẳng này, của mình là nó bị sách nhá, còn lông mày ngang ấy nó bằng luôn này. Lông mày ngang hay là còn gọi là lông mày bằng ấy. Trong nhân tướng học ấy thì chỉ ra ấy, cái người phụ nữ ấy, mà sở hữu cái tướng lông mày ngang ấy, thì những cái người này thì là những cái người mà phải nói họ là những cái người có cái tính cách rất là mạnh mẽ. Phụ nữ mà lông mày ngang hay là người ta còn gọi là cái lông mày bằng ấy, hoặc là lông mày chữ nhất ấy, đấy, họ là cái người rất mạnh mẽ như đàn ông ấy. Những người này thì mạnh mẽ kiểu như như người đàn ông ấy. Những cái người phụ nữ ấy mà có cái tướng lông mày bằng, lông mày ngang như thế này này, thì họ là những cái người phải nói là họ là những cái người rất là nhân nghĩa. Họ sống nhân nghĩa lắm, họ là những cái người mà biết yêu thương người khác, biết bảo vệ người khác. Ví dụ như là ai bạn là cái người này nhá, cái người nữ này mà chơi với bạn bè, chơi với ai mà thấy bạn bè của mình mà sống tốt với những cái người khác quá, mà những cái người khác mà có những cái ý xấu hay là có những cái ý mà lợi dụng người bạn của mình ấy, là người này sẵn sàng bênh vực bảo vệ, sẵn sàng lên tiếng. Họ không kiêng nể. Họ nói luôn. Mạnh mẽ lắm, nói chung là mạnh mẽ lắm. Nói chung ý, những cái người phụ nữ mà có cái tướng lông mày ngang như thế này này, về cái đường mà tài lộc ý, về cái đường mà công việc hay là sự nghiệp ý, họ là cái người không thích ỷ lại, họ là cái người mà tự mình gây dựng lên, tự tay làm nên sự nghiệp, tự đứng bằng cái đôi chân của mình. Nói chung họ là cái người mà không dựa dẫm vào ai. Đấy. Những cái người này không những là không dựa dẫm vào ai mà cái công việc của họ ấy lại thành công cơ. Đấy. Chứ không phải là không dựa dẫm vào ai mà thất bại thì nói làm gì. Họ thành công nhưng họ không dựa dẫm vào ai, họ tự tay mình làm nên hết. Tuy nhiên ấy thì có một cái chưa được may mắn lắm là như thế này. Những cái người mà nữ mà có cái lông mày ngang như thế này ấy, thì bởi vì cái tính tình mà mạnh mẽ quá ấy. Thế nên ấy thường làm cho những cái người con trai, những cái người đàn ông kiểu như là e ngại khi mà ở gần họ. Nói chung là những cái người này ấy, nếu như mà muốn tìm một cái người đàn ông mà một là phải đầu óc hơn họ hẳn, phải mạnh mẽ hơn họ hẳn, hai là tìm được cái người đàn ông mà chịu khó mà nghe lời họ thì sẽ yên ấm được, sẽ hạnh phúc được. Đại loại là như thế.
một cái tướng lông mày thứ ba, nghĩa là cái người phụ nữ mà có cái dáng lông mày mà bên cao bên thấp. Đấy, các bạn soi gương xem là cái lông mày của mình có bên cao bên thấp hay không. Các bạn để ý đi. Nó không bằng nhau, nghĩa là bên cao bên thấp đấy. Bên trái mà cao cũng được, mà bên phải cao cũng được. Sau này nếu như mà có thời gian mình mà chia sẻ chi tiết ấy, thì mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái chuyện mà bên trái cao thì như thế nào, bên phải cao thì là như thế nào. Nhưng hôm nay thì mình sẽ nói về những cái nó hết sức chung chung thôi, để cho quý vị cùng các bạn là có thể là nhìn một cái là có thể là nhớ luôn vào đầu và hiểu luôn. Đấy, các bạn soi gương xem là cái lông mày của mình có bên cao bên thấp hay không. Theo như nhân tướng ấy, thì những cái người phụ nữ ấy mà có cái dáng lông mày kiểu như là bên cao bên thấp kiểu như thế này này, thì họ thường là những cái người mà có cái vị trí mà trong gia đình họ cũng cao, mà ở ngoài xã hội họ cũng có cái vị trí cao. Những cái người nữ mà có cái dáng lông mày như thế này thì họ thường là kiểu như là họ thường là trụ cột ấy. Trong gia đình thì họ thường là trụ cột ấy, mà kể cả bên ngoài họ cũng là trụ cột. Khi mà ví dụ như là khi mà cái thời đi học hay là thời còn trẻ ấy, thì họ cũng sẽ là những cái người mà kiểu đàn chị đấy, kiểu là như thế. Họ cái gì họ cũng nắm và quyết định được hết. Đấy, nói chung là nổi trội lắm, là một cái gọi là đàn chị đấy. Mà khi mà đi vào làm ở trong một cái tổ chức hay trong một cái cơ quan ấy, thì họ cũng là cái người mà sẽ làm những cái người quản lý lãnh đạo gì đó. Nói chung những cái người này thì họ là những cái người mà cũng khá là mạnh mẽ và cũng khá là nói chung là khá là mạnh mẽ. Những cái người phụ nữ như thế này này thì họ lại không có cái số mà được hưởng phúc từ chồng của mình. Bạn có biết vì sao không? Bởi vì bạn chính là trụ cột rồi. Thế đâm ra là bạn là cái người mà mạnh mẽ lắm, bạn làm hết. Phụ nữ mà là trụ cột là cũng ghê gớm lắm đấy chứ. Cũng xông xáo lắm, cũng nhanh nhẹn lắm, cũng nói chung là nhiều khi có những cái người phụ nữ người ta còn làm được nhiều cái việc mà to lớn hơn cả đàn ông. Họ còn cứng rắn hơn, họ còn uyển chuyển hơn và họ xông xáo hơn. Nói chung là cái người phụ nữ mà đã giỏi ấy, thì cái người nào mà đã giỏi, đã xông xáo thì rất giỏi, rất xông xáo. Đấy, thế nên bạn ấy không có số mà được nhờ chồng đâu nha. Bù lại là bạn là cái người rất là có tài đấy. Vất vả một tí nhưng mà bạn chẳng túng thiếu cái gì cả. Đấy, các bạn thử xem là mình có cái dáng lông mày như thế này không? Các bạn thử để ý. Hoặc là các bạn để ý xem là những cái người xung quanh mình ấy, xem những cái người thân xung quanh các bạn ấy, ai có cái dáng lông mày như này. Đấy, thì bạn cứ kiểm tra xem là có đúng hay không. Đó. Còn một cái tướng lông mày, còn một cái dáng lông mày nữa này. Nghĩa là cái người phụ nữ ấy mà có cái dáng lông mày mà vừa ngắn lại vừa mờ. Đấy, bạn thử xem trong các bạn là có cái người nào mà có cái dáng lông mày vừa ngắn lại vừa mờ không? Nói chung nhá, cái người phụ nữ ấy mà có cái dáng lông mày ấy, mà vừa ngắn lại vừa mờ ấy, thì cái tính cách của họ ấy khá là nhút nhát. Những cái người này thì họ là những cái người mà kiểu như là không thích giao du ấy, không thích giao du với người khác. Những cái người này thì trong cái cuộc sống của họ thì họ thường là những cái người kiểu như là sống nội tâm ấy.
những cái người này, những cái suy nghĩ của những cái người này thì khá là phức tạp. Họ suy nghĩ phức tạp lắm. Trong con mắt của người khác thì những cái hành động của họ đôi khi lại kiểu như là khá là kỳ quái. Đấy, cái kiểu là như thế. Nói chung ý, những cái người phụ nữ mà có cái dáng lông mày mà vừa ngắn lại vừa nhạt ý, thì kể cả là trong sự nghiệp của họ thì cũng không không được thành công lắm đâu. Nghĩa là họ ý, không có cái khả năng mà làm việc lớn. Đấy, bạn cứ để bạn nữ nào mà có cái dáng lông mày mà vừa ngắn lại vừa nhạt ý, thì các bạn xem là có đúng không? Nếu như mà cái dáng lông mày của các bạn mà có được có những cái tính cách như thế thì các bạn cứ hãy xem nếu như mà có cái ưu điểm ấy thì mình phát huy, còn nếu như mà có cái nhược điểm ấy thì mình khắc phục được hết. Bởi vì biết về nhân tướng thì cũng chính là biết để mà sửa mình, để mà phát huy những cái ưu điểm của mình và để mà sửa những cái yếu điểm của mình để hoàn thiện hơn. Không có gì là mãi mãi, các bạn cứ nhớ đấy. Đừng có bao giờ đổ tại số phận, tất cả là do bản thân hết. Tính cách thì tạo nên số phận, mà tính cách của mình ấy, nó chưa được hoàn thiện, mình biết, mình sửa, mình quyết tâm mình sửa thì chắc chắn là số phận của mình thay đổi thôi. Cả đều không có gì là mãi mãi, hay là người ta còn gọi là vô thường đấy. Đấy, thế các bạn cứ yên tâm, nếu như các bạn mà có những cái dáng lông mày ấy, có những cái tướng nói chung là hôm nay mình nói về lông mày thôi, nhưng mà thực ra tất cả những cái tướng, những cái bộ vị khác mà các bạn cảm thấy là có những cái mà các bạn chưa được đẹp ấy, thì các bạn yên tâm là các bạn cứ sửa cái tính cách đầu tiên là cứ sửa cái tính cách. Khi bạn sửa được cái tính cách rồi thì cái vận mệnh, cái vận số của bạn ấy chắc chắn là nó sẽ thay đổi. Mỗi ngày các bạn sửa một tí, nó sẽ thay đổi tốt hơn. Chứ bạn đừng có phó mặc cho số phận nhé. Bạn đừng có cảm thấy là tuyệt vọng. Không có gì là tuyệt vọng hết, vươn lên được hết. Cái dáng lông mày nữa này. Một cái dáng lông mày nữa là cái người phụ nữ mà có cái dáng lông mày lá liễu. Lông mày lá liễu này thì đấy, các bạn xem ở trong những cái phim kiếm hiệp ngày xưa ấy, những cái phim kiếm hiệp của Trung Quốc ấy, thì phụ nữ mà những cái giai nhân ấy, những người phụ nữ mà trong những cái phim kiếm hiệp ngày xưa ấy, thì thường là có cái dáng lông mày lá liễu. Mà cái dáng lông mày lá liễu là người ta hay dùng để người ta tả cho cái người phụ nữ mà lung linh, kiểu đẹp đấy, kiểu là như thế. Nào là mũi dọc dừa, lông mày lá liễu, miệng trái tim đấy, mặt thì trái xoan chẳng hạn, là như thế đấy. Nghĩa là cái dáng lông mày lá liễu thì được, nói chung là được người đời thì cho đó là đẹp. Đấy, thì vậy thì trong nhân tướng thì hôm nay thì thử xem là cái lông mày lá liễu có đẹp không nhá. Đấy, bạn soi gương đi, bạn xem cái lông mày của mình có phải là lông mày lá liễu hay không. Trong nhân tướng học nhé, thì những cái người phụ nữ ấy, mà có cái dáng lông mày lá liễu mà cong tự nhiên như thế này này, thì những cái người này họ là những cái người mà có cái phẩm chất cực kỳ là đáng quý. Những cái người phụ nữ mà có cái dáng lông mày lá liễu như thế này này thì họ là cái người rất đáng trân trọng. Họ là những cái người mà phải nói là rất là nhu mì. Họ ấy thì là những cái người mà thướt tha, họ là những cái người mà dịu dàng. Đó.
Nói chung là những cái người phụ nữ mà có cái dáng lông mày lá liễu thì họ thường là được những cái người đàn ông chú ý, thường được những cái người đàn ông để ý, cưng chiều. Nói chung họ rất, họ kiểu như là rất cuốn hút cái người khác phái ấy. Các bạn để ý xem các bạn có cái dáng lông mày lá liễu như thế này không? Để ý xem là những cái người quen của các bạn có hay không? Trong cuộc sống ấy thì những cái người mà có cái lông mày lá liễu ấy thì họ thường là những cái người mà có cái trí thông minh. Những người này thì hiểu biết lắm. Những cái người này ấy, thì họ là những cái người mà có cái khả năng giao tiếp rất là tốt. Nói chung ý, họ ấy, trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời của mình ý, họ là cái người mà rất dễ thành công. Đấy. Đấy là cái người mà có cái lông mày lá liễu. Một cái dáng lông mày cuối cùng nhá. Một cái dáng lông mày cuối cùng mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó là cái người phụ nữ ấy, mà có cái dáng lông mày hình vòng cung. Đó, hình vòng cung là như thế này này. Nghĩa là cái lông mày hình vòng cung ấy thì là có cái phần đầu và phần đuôi đều nhọn mà nó cong lên, nó vòng như cánh cung ấy. Những người phụ nữ ấy, mà sở hữu cái lông mày mà hình cánh cung ấy thì nghĩa là những cái người mà có cái đầu lông mày và cái đuôi lông mày nó nhọn hơn cái phần ở giữa mà nó vòng lên như cánh cung ấy. Đấy, cái phần đầu và phần đuôi nó nhỏ hơn cái phần ở giữa. Đấy, các bạn cứ để ý. Cái dáng lông mày hình vòng cung là như thế này. Nghĩa là cái đầu chân mày thì nó bao giờ nó cũng cao hơn cái phần đuôi lông mày, cái phần đuôi lông mày thì nó lại bị thấp hơn cái phần phần đầu lông mày nhá. Và nó cong. Đấy, các bạn cứ để ý. Nói chung ấy, những cái người phụ nữ ấy, mà có cái dáng lông mày mà hình cánh cung như thế này này thì phần lớn họ là những cái người mà sống rất là có trách nhiệm. Những cái người này thì rất đáng tin cậy. Nói chung họ là những cái người mà kiểu như là có cái tính cách mà người ta gọi là cái tính cách mà cũng mềm mỏng, khá là mềm mỏng nhu thuận ấy. Mà các bạn cứ để ý những cái người mà kiểu như là sống mềm mỏng nhu thuận, phụ nữ nha, phụ nữ mà mềm mỏng nhu thuận ấy, thì họ là những cái người mà được người khác quý mến lắm. Họ là những người mà kiểu như là dễ gặp nhiều những cái may mắn trong cuộc sống lắm. Cái người phụ nữ người ta nói rồi, cái điểm yếu thì lại là cái điểm mạnh. Đã là phụ nữ, cái sức mạnh của phụ nữ là cái gì? Càng mềm mại, càng yếu đuối, càng mềm mại, càng dễ thương bao nhiêu thì càng có cái sức mạnh bấy nhiêu. Chứ phụ nữ mà hơi tí mà mắt trợn lên, mồm ngoạc ra, gầm gào lên, mắt thì long sòng sọc, xong rồi mặt mũi thì đỏ bừng bừng ấy, xong rồi cứ sẵn sàng là đôi co, sẵn sàng là cãi nhau, sẵn sàng là to tiếng là vứt rồi. Những người phụ nữ như thế thì tâm hồn thì yếu đuối lắm, không bao giờ được mọi người yêu quý, mọi người bênh vực, mọi người giúp đỡ cả. Đấy. Đó. Vừa rồi là những cái dáng lông mày mà mình vừa chia sẻ đến quý vị của các bạn. Đấy thì đấy cũng chỉ là vài cái dáng cơ bản thôi, còn cái tướng lông mày thì nó nhiều lắm nha các bạn nhé, nó rất là nhiều. Thì trong cái video này thì mình chỉ chia sẻ vài cái dáng cơ bản thôi. Đấy, các bạn nào mà các bạn xem là mình có cái dáng lông mày như thế nào, với tính cách của mình như thế thì đã đúng hay chưa? Nếu mà đúng rồi ấy, thì ưu điểm thì bạn phát huy. Còn nếu là nhược điểm ấy, có những cái yếu điểm ấy, thì các bạn cứ sửa chữa.
Thôi, video tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Bạn nào thấy video này hay thì chia sẻ giúp mình. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nhé. Bạn nào có đóng góp hay là có yêu cầu hay là có phản hồi như thế nào thì các bạn hãy cứ để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Đúng hay sai gì cứ để lại bình luận bên dưới cho mình nhé. Yêu cầu mình chia sẻ vấn đề gì thì cũng để lại bình luận bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.